Camera không dây mà pin đến tận 10 ngày. Các bạn không nghe nhầm đâu, đây là camera mini 4G của thương hiệu Dotcom. Thiết kế thì vô cùng nhỏ gọn nhưng pin lại siêu trâu, thời lượng pin lên đến 10 ngày. Chứ mấy loại camera không dây khác chỉ nửa ngày là hết pin rồi. Và vì nó dùng SIM 4G độc lập nên không cần có wifi thì bạn vẫn có thể sử dụng được. Nếu bạn đi công tác, du lịch mà nhà có mất điện, mất wifi thì bạn yên tâm vẫn giám sát được ngôi nhà của mình. Con này pin trâu các bạn đi cả tuần cũng được, chứ nửa ngày mà đã hết pin thì vô ích. Máy có camera hồng ngoại, có thể ghi hình vào ban đêm, hai chế độ quay liên tục và chỉ quay khi phát hiện chuyển động, có thể dễ dàng thay đổi, có thể trích xuất hình ảnh thông qua cổng USB để xem lại khi cần thiết. Camera này hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB và đặc biệt không có đèn đỏ nhấp nháy khi ghi hình nên sẽ đảm bảo được tính bảo mật của camera ngụy trang.